Phóng viên, nếu có một thang điểm 10 chấm điểm cho việc xong xuôi nhiệm vụ của Bộ trưởng, bà tự chấm cho mình bao nhiêu điểm? Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tôi chả dám chấm cho mình, có ai tự chấm cho mình được đâu. Chỉ biết rằng trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng, anh em toàn ngành đã rất cố gắng. Trên cơ sở những quyết sách rất đúng của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế đã lãnh đạo quyết liệt, từ sở y tế đến huyện, trạm y tế, phải nói là áp lực công việc rất là nhiều. Tôi cũng có cái hơi áy náy là áp lực cho nhân viên quá. Mình đổi mới nhiều quá, nhiều việc nhưng đến lúc có kết quả thì các rét đốc sở, rét đốc bệnh viện tỉnh, huyện lại là người hạnh phúc. Họ cứ dẫn tôi đi đến bệnh viện coi rằng đã làm được những gì, đây này bộ trưởng, chỗ này công đoàn làm, chỗ này thanh niên làm, chỗ này kẻ giặc chỉ dẫn người dân, nhà vệ sinh phải như thế này bộ trưởng ở trên chỉ dẫn là bọn em làm đúng như thế. Đi thăm bệnh nhân thì ai cũng nói bây giờ đỡ lắm rồi bộ trưởng à. Có người còn ôm lấy tôi nói, chỉ mong bộ trưởng khoản cho chúng tôi được nhờ. Đây cũng là niềm hạnh phúc của ngành y tế chúng tôi, từ bệnh viện huyện, tỉnh, sở y tế, trạm y tế. Tôi đến bệnh viện chỉ gọi người dân chứ mình không gọi cán bộ nhà mình. Tôi hỏi bác chờ lâu không, thái độ của cán bộ có tử tế không, người ta có đòi bác cái này cái khác không, bác có phải trả thêm nhiều tiền không, bác thấy bệnh viện bây giờ thế nào. Tất cả đều được trả lời tích cực và nói sao bộ trưởng khác ở trên TV thế. Trong khi trước đây, mỗi lần đến các bệnh viện đôi lúc tôi phải giả vờ, không dám nhìn. Đây là tâm sự thật, các gamer thủ muốn giết thì giết. Cũng có thể tôi gặp gỡ các nhà báo ở Quốc hội kỳ họp này là lần cuối, sau này tôi chuyển chỗ làm khác. 8 năm qua, bà tâm đắc nhất với điều gì đã làm được? Tăng sự hài lòng của người dân và chất lượng dịch vụ, có chế độ bảo hiểm y tế lo cho cả người nghèo và người khó khăn. Đây là đánh rét mướt tự do của ân, đánh rét mướt của tổ chức sáng kiến Việt Nam toàn trên 80% và khác biệt đánh rét mướt sự minh bạc tuyến nguyện của ân. Bà có cảm thấy thiệt thòi và áp lực không khi là nữ bộ trưởng duy nhất, lại là tư lệnh ngành gắn nhiều với cuộc sống của người dân nên phải gánh chịu nhiều bức xúc của xã hội. Bộ trưởng nào cũng phải vất vả. Để có động lực làm việc thì mình phải đặt mình vào vị trí của người dân khi dịch vụ của mình chưa đạt được như mong muốn. Muốn thế thì phải cố gắng hoàn toàn trong thời gian ngắn. Đó là áp lực rất lớn. Nhưng tôi nghĩ đó là quy luật của cuộc sống, không thể buông bỏ được. Nếu như mình quyết tâm thì phải cố gắng. Còn rơi vào trường hợp là nữ bộ trưởng duy nhất thì đó cũng là chuyện của cuộc sống chứ không phải là điều mang cho mình cảm rét gì khác. Điều để lại nhất là mình làm được gì, ít ra phải có item gì cho người dân và cho xã hội. Muốn vậy thì phải siêng nhập chặt bị, lấy chăm chỉ bù thông minh, nhất là ngành này đòi hỏi phải có thời gian. Luôn đặt niềm tin để có sự cố gắng hết sức nhưng phải có chiến lược bài bản, có hệ thống cấu trúc từng bước, cái nào giải quyết trước, cái nào giải quyết sau, phải tranh thủ học tập rất nhiều kinh quản nghiệm của nước ngoài để rút ngắn đoạn đường. Có lúc nào bà thấy quá áp lực, muốn buông bỏ không? Tôi nghĩ đó là quy luật cuộc sống, mâu thuẫn luôn phát sinh và phát triển. Giải quyết hoàn thành việc này lại phát sinh mâu thuẫn khác và phải giải quyết các mâu thuẫn để phát triển ở mức cao hơn. Mâu thuẫn đó luôn có, không chỉ ở xã hội thu nhập trung bình ở mức thấp mà cả ở những nước thu nhập rất cao, riêng y tế là như vậy. Vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân mà người dân lúc nào cũng muốn được chăm sóc tốt hơn. Khi rời cương vị bộ trưởng, điều gì khiến bà trăn trở nhất? Điều gì bà nghĩ có thể làm tốt hơn nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa làm được? Vừa rồi tôi phải tập trung vào bệnh viện nhiều để hạ quả những bức xúc của người dân. Số người bị bệnh chỉ chiếm 5-10% dân số, còn lại chúng ta cần phải chăm sóc, dự phòng và phát hiện bệnh sớm, khuyến khích người dân có lối sống lành mạnh để phòng bệnh, nhất là các bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, ung thư và các bệnh lớn tuổi. Lối sống sinh hoạt, phát hiện bệnh sớm thế nào và cái đó phải gắn với y tế cơ sở, tiến tới mục tiêu bao phủ y tế toàn dân. Mơ ước của Liên Hiệp Quốc, Y tế Thế giới, các tổ chức quốc tế là không để lại ai phía sau. Còn tâm tư thì sao, thưa bà? Còn nhiều thứ phải lo cho người dân và nghĩa vụ với thế hệ sau, giải quyết mâu thuẫn này lại có mâu thuẫn khác phát sinh.
tôi cũng trăn trở một số công trình thành lập có vướng mắc, chưa hoàn thành sớm để phục vụ người dân tốt hơn. Cạnh đó, một số vấn đề về dược vẫn đang giải quyết. Tôi cũng bị gọi là thị phi đấy, nhưng bản chất là bị thông tin không trung thực, không đúng đắn qua những mạng trái lề. Nhưng tôi nghĩ cơ quan công dụng sẽ làm một cách công minh, đúng đắn, đúng người đúng tội, đúng việc, không bỏ sót, không làm gan sai. Dù đến nay chưa có nhân sự kế nhiệm nhưng khi có người kế nhiệm, bà kỳ vọng họ sẽ giải quyết được vấn đề gì ở nhiệm kỳ của mình mà chị chưa giải quyết được. Chắc ai cũng phải tâm huyết với nhiệm vụ và mỗi một nhiệm kỳ phải có một chiến lược công việc. Dự kiến tại kỳ họp thứ 8, sáng 25 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ điều đình ở đoàn và bỏ phiếu kín. Sau khi có thành quả bỏ phiếu, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế. Tại cuộc họp báo trước khi mở màn kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 trả lời câu hỏi vì sao Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được dự kiến miễn nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ và ai sẽ thay bà Tiến. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lý giải, Bộ trưởng Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu theo luật pháp. Ngoài ra 3 tháng trước, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm bà Tiến làm trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu. Bà Tiến sinh ngày 1 tháng 8 năm 1959. Bộ luật lao động luật pháp tuổi hưu của nam là 60, nữ là 55. Tuy nhiên, nghị định của chính phủ cho phép nới tuổi hưu thêm 5 năm với một số chức vụ từ thứ trưởng và tương đương trở lên. Bà Tiến quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó rét tô sư, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, khóa 11, bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng y tế từ năm 2011. Bà Tiến không trúng cử Trung ương khóa 12 và là nữ bộ trưởng duy nhất trong chính phủ hiện nay. Ngày 14 tháng 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ủy viên ban cán sự đảng chính phủ đã nhận quyết định kiêm chức bí thư ban cán sự đảng Bộ Y tế, thay bà Kim Tiến.